Ah ouais, un quart. Hein. Mẹ mở cái khăn, mẹ mở cửa vào chứ nói có cửa kính thì anh nghe thấy này. Thế là lâu. Ba cân mấy? Ba cân tư ạ. Đi được giỏi đấy. Mày giống tao, tao hồi xưa 4 cân tao đi được cả bà lâu nhỉ, tao đốc có 100 lắm. Mày con đầu à? Con thứ 2 ạ. Nhưng mà đầu rọn rọn vậy là dễ để hạ. Dạ vâng. Da đỏ đẹp lên chứ không. Khỏe hạ, da khỏe hạ. Da khỏe. Mẹ nó khỏe vậy, con nó chả khỏe. Thích nghe hả mẹ, tăng tóc ra nào. Em bé có ai ạ? Đấy, em bé ở khu đây. Cậu này dễ tắm, không có váng vướng gì. Sạch, cho nó sạch. Sạch. Cái đứa đầu cháu đẻ cũng sạch ạ. À. Cũng có mấy đó, không gây không cái gì. Ăn ít những cái